chiếc xe 7 chỗ đậu trong vườn ươm bất ngờ bốc cháy dữ dội và bị thiêu rụi hoàn toàn, nghi do đốt rác gây cháy lan. Công an huyện Bù Đớp của tỉnh Bình Phước đang điều tra làm rõ vụ việc. Theo thông tin ban đầu thì khoảng 17 giờ chiều qua, người dân sống gần vườn ươm ở khu phố Thanh Bình, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đớp, tỉnh Bình Phước bất ngờ phát hiện xe ô tô 7 chỗ đang đậu trong vườn bốc cháy. Mọi người tri hô và dùng vật dụng tại chỗ dập lửa. Tuy nhiên, do lửa bùng phát dữ dội, kèm nhiều tiếng nổ lớn nên người dân không dám tiếp cận. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều xe chữa cháy cùng với nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, lửa đã thiêu rụi hoàn toàn chiếc xe, chỉ còn trở lại khung. Ước tính thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Theo một số người dân địa phương, thì thời điểm xảy ra cháy nghi có người đốt rác khiến cho lửa cháy lan đến chiếc xe.